Limos. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Theo yêu cầu của các bạn, thì hôm nay Limosa sẽ hướng dẫn cách sử dụng remote máy lạnh Toshiba một cách đơn giản và chi tiết nhất thông qua video này nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Các nút điều khiển có ở remote máy lạnh Toshiba. 1. Màn hình hiển thị, dùng để hiển thị các chế độ, chức năng và nhiệt độ hoạt động của máy. 2. Nút bật, tắt, dùng để khởi động hoặc tắt nguồn máy lạnh. 3. Nút chọn chế độ, dùng để lựa chọn các chế độ hoạt động của máy. 4. Các nút chỉnh nhiệt độ, dùng để chỉnh nhiệt độ mong muốn. Nhiệt độ có thể được cài đặt từ 17 tới 31 độ C. 5. Nút chỉnh tốc độ quạt, dùng để chỉnh tốc độ quạt mong muốn. 6. Nút gạt cánh đảo gió, dùng để di chuyển cánh đảo gió. 7. Nút đặt cánh đảo gió, dùng để đặt cánh đảo gió tại vị trí mong muốn. 8. Nút đặt thời gian tắt, dùng để hẹn giờ tắt cho máy. 9. Nút công suất cao, dùng để khởi động chức năng làm lạnh nhanh của máy. 10. Nút Eco, dùng để khởi động chức năng tiết kiệm điện của máy. 11. Nút xóa, dùng để xóa các cài đặt trước đó. 12. Nút kiểm tra, cách sử dụng các chế độ của máy lạnh Toshiba. 1. Chế độ tự động, để tự động chọn chỉ thao tác làm mát hoặc quạt. Bước 1. Bấm nút mốt cho tới khi auto hiện trên màn hình. Bước 2. Sử dụng các nút điều chỉnh nhiệt độ để đặt nhiệt độ như bạn muốn. Bước 3. Bấm nút fan để chọn mức quạt mong muốn. Bạn có thể chọn giữa các mức auto, low, mát, MED, 2 hoặc quiet. 2. Chế độ làm mát. Bước 1. Bấm nút mốt cho tới khi biểu tượng làm mát xuất hiện trên màn hình. Bước 2. Sử dụng các nút điều chỉnh nhiệt độ để đặt nhiệt độ như bạn muốn. Bước 3. Bấm nút fan để chọn mức quạt mong muốn. 3. Chế độ sấy khô phòng. Bước 1. Bấm nút mốt cho tới khi biểu tượng sấy khô xuất hiện trên màn hình. Bước 2. Sử dụng các nút điều chỉnh nhiệt độ để đặt nhiệt độ như bạn muốn. 4. Chế độ quạt. Máy lạnh sẽ chỉ sử dụng quạt gió trong chế độ này. Bước 1. Bấm nút mốt cho tới khi biểu tượng quạt xuất hiện trên màn hình. Bước 2. Bấm nút fan để chọn mức quạt mong muốn. Các chức năng tiện nghi của máy lạnh Toshiba. 1. Chức năng làm lạnh nhanh, công suất cao. Nhấn nút hai vào vừa khi máy lạnh đang hoạt động để máy hoạt động với công suất cao hơn và đạt đến nhiệt độ làm lạnh nhanh hơn. Lưu ý, chức năng này không sử dụng được cho chế độ sấy khô và chế độ quạt. 2. Chức năng tiết kiệm điện. Nhấn nút Eco khi máy lạnh hoạt động để máy hoạt động ở mức độ thấp và tiết kiệm năng lượng. Lưu ý, chức năng này không sử dụng được cho chế độ sấy khô và chế độ quạt. 3. Chức năng hẹn giờ. Chức năng này giúp cài đặt hẹn giờ khi điều hòa đang hoạt động. Bước 1. Bấm nút đặt thời gian để cài thời gian tắt máy. Bước 2. Sử dụng các nút điều chỉnh để chọn thời gian tắt mong muốn. Bước 3. Bấm nút đặt thời gian một lần nữa để xác nhận cài đặt. Nếu bạn muốn hủy cài đặt thời gian tắt, bấm nút cài đặt thời gian để hủy. 4. Chỉnh cánh đảo gió. Nhấn nút gạt cánh đảo gió để cánh đảo gió di chuyển lên xuống tự động. Nhấn nút đặt cánh đảo gió để dừng cánh đảo gió tại vị trí mong muốn. 5. Điều chỉnh độ sáng đèn máy lạnh. Bước 1. Nhấn và giữ nút fan trong vài giây cho đến khi ký hiệu độ sáng hiển thị trên màn hình. Bước 2. Sử dụng các nút điều chỉnh để cài đặt độ sáng mong muốn. Bạn có thể đặt độ sáng tại 4 mức, từ 0% D0 tới 100% D3. Với các hướng dẫn sử dụng remote máy lạnh Toshiba, Limosa hy vọng rằng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm hữu ích để có thể sử dụng máy lạnh dễ dàng nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể click vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà đang gặp phải nhé.